chào tất cả các bạn, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đây là lô 16 con máy câu hàng sắt tay của Nhật và giá mình bán trong video này là chưa bao gồm phí ship. Ship có tổng quốc bên mình thì vẫn là 30.000 một đơn và các bạn được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Ở đây mình có mã số 1 đầu tiên là con Daiwa Kit. Con này là dòng Daiwa Cadia Kit 2004, con này size tôi cũng là size 2000. Dòng này là dòng lô 5 nha các bạn, cố rất là bằng hợp kim. Mô bin 6 lưỡi ra đầy đủ, đổ tay trái phải được. Con này thì size cũng là size 2000, dòng này cước số 2 là vào được 120m. Con này thì thích hợp cho khách nào lưu suối, câu tôm, câu tráp, lưu UL các bạn, câu UL, cần UL. Con này thì nó có cốt trợ lực như thế này. Cốt trợ lực có ABS, mô bin 6. Hàng này là hàng Daiwa Kit 2004 nha. Con này thì thông số trên cối nó bị mờ rồi nha. Đây, thông số trên cối nó bị mờ. Dây B số 0.8 là vào được 110m. Con lăn cước thì còn rất là sáng như thế này. Gạt cước nhẹ. Con này các bạn đổi tay trái phải được. Ngoại hình tổng thể của máy như thế này. Con này thì có sờn xước trên viền lưng này. Đây, có sờn xước trên viền lưng. Viền càng gạt cước như thế này nha. Còn lại thì khá là ok. Có sờn xước như vậy. Con này thì độ mới nó mới tầm khoảng 70%. Đó là con này mới tầm khoảng 70. Nó mờ thông số trên cối và có sờn trên phần lưng. Mô bin 6 lưỡi ra đầy đủ, máy thì quay rất là nhẹ như này. Chốt chặn ok, có ABS nha. Con này là mã số 1, nặng 220g, giá 1.4 triệu. Hàng này là hàng Daiwa Thái Lan xuất Nhật. Mã số 1, giá 1.4 triệu, 1.400.000. Tiếp theo là mã số 2. Số 2 đây mình có là con máy Shimano. Con này là Shimano Sefea BB 2500 SDH, dòng này là dòng SDH là tay quay đôi. Con này lô nó là lô nông, cối kim loại, thân carbon, mô bin 6 lưỡi ra đầy đủ, độ tay trái phải được. Dòng máy tay quay đôi thì lua khá là ok, nó khá là khỏe nha. Đây. Máy quay rất là nhẹ như thế này. Dòng tay quay đôi thì các bạn quay thì nó hơi có tiếng kêu một chút xíu siêu giống như tiếng xào nhưng mà không phải là máy xào nha các bạn này. Quay rất là mượt nha. Đó. Chốt chặn ok. Con này đổ tay trái phải được. Con này thì có sờ xước trên phiền cà gạt cước như thế này. Hàng này là hàng Shimano Malaysia xuất Nhật, size 2500. Dây BE số 0.8 là vào được 150m, số 1 là vào được 120m nha. Mã này là mã số 2. Nặng là 300g, hàng Malaysia xuất Nhật, con này giá là 1.700.000. Đây, nó có nút châm dầu ở đây. 1.700.000 mã số 2. Tiếp theo là máy số 3. Số 3 đây mình có là con máy của Daiwa. Con này là con Daiwa dòng Daiwa Revolt 2500. Con này thì sản xuất đời 2017. Cố là bằng kim loại, thân carbon, lô là lô sâu, mô bin 6 lưỡi ra đầy đủ, độ tay trái phải được. Con này thì có công nghệ Aerotor nên máy quay khá là nhẹ mượt. Con lăn cước thì còn rất là sáng, cả cước nhẹ. Size 2500, con này thì thông số cước của nó như thế này. Cước số 3 là vào được 150m, số 2 là vào được 200m. BE số 1.5 là vào được 200m. Ngoại hình của máy thì còn khá là sáng đẹp như thế này. Con này tới đầu cho khách nào lua lóc, câu lua lóc. Hoặc là câu suối khá là ok, máy thì rất là nhẹ. Máy quay rất là nhẹ mượt. Có ABS. Con này đổ tay trái phải được, mã số 3, nặng 240g, hàng này là hàng Daiwa Việt Nam xuất Nhật. Daiwa Việt Nam xuất Nhật, mã số 3, giá là 800.000. Tiếp theo là mã số 4. Số 4 ở đây mình có là con máy của Shimano, con này là con Shimano Nasi. Shimano Nasi 2500. Cố kim loại thân carbon. Mô bin 6 lưỡi ra đầy đủ. Con này đổ tay trái phải được. Cước số 2 là vào được 170m. Số 3 vào được 120m. Con này BE số 1.5 là vào được 220, số 1.5 là vào được 160, 1.2 là vào được 220. Lô nó là lô sâu, dòng là dòng Aerospool, spool hạn chế được mài mòn dây. Trên này là cái này không có bị dâm nha các bạn. Nó giống như nó bị tróc sơn sờn nhẹ một xíu thôi. Mô bin 6 lưỡi ra đầy đủ, con này đổ tay trái phải được. Con lăn cước thì còn rất là sáng, cả cước nhẹ. Ngoại hình tổng thể của máy như thế này. Con này thì có sờn xước ở đây, chấm ở đây.
Còn lại thì em còn khá là đẹp này. Đổ tay trái phải được, ngoại hình tổng thể của máy là như thế này. Con này là mã số của nó là mã số 4. Hàng này là hàng Shimano Malaysia xuất Nhật. Máy thì quay rất là nhẹ em, con này thích hợp cho khách nào câu lure, chốt chặn ok hoặc là câu ISO. Mã số 4 nặng 270g, giá 1.300.000. Mã số 4 giá 1.300.000. Tiếp theo là máy số 5. Số 5 ở đây mình có là con máy Shimano Acid. Con này là con máy ngang. Con này là con Shimano Acid 400F. Con này thì máy của nó là máy tay phải nha, máy ngang tay phải. Còn thân khung của nó là khung nhôm hết nha. Con này thì ratio của nó là 5.8, ráp 4.5, 4 mặt đạn. Máy thì quay rất là nhẹ mượt như thế này. Phần tay quay này, con này thích hợp cho khách nào câu dít nha. Câu dít vừa, dít hoặc dít vừa. Dòng này là dòng chuyên dít. Ngoại hình tổng thể của nó như thế này. Con này thì còn rất là mới. Hàng này là hàng Shimano của Nhật, máy in da băng. Máy tay trái ratio 5.8, ráp 4.5. Tay quay rất là dòng tay quay trợ lực như thế này. Quay rất là nhẹ nha. Con này là mã số 5, nặng 230g. Con này có giá là 2.000.000. Mã số 5 giá 2.000.000, Shimano Acid. Tiếp theo là mã số 6. Số 6 ở đây mình có là con máy của Shimano. Con này là Shimano BioRap X5 300XH. Con này thì là con, cũng là một con máy dít. Mà con này cũng là máy tay phải nha. Con này là con máy dít máy tay phải. Con này thì ratio nó là 6.2, ráp là 4.5. Máy thì quay rất là nhẹ em, sản xuất đời 2008. Đời 2008, ngoại hình tổng thể của máy là như thế này. Con này thì ngoại hình thì cũng còn rất là sáng, tay quay, dòng tay quay trợ lực. Sản xuất ở da băng nha, hàng Shimano của Nhật, nên da băng. Con này cũng là dòng câu cho khách nào câu dít vừa và dít nhẹ. Con này là mã số 6, nặng 180g, con này có giá là 2.000.000. Ngoại hình thì còn rất là sáng như này. Mã số 8 giá 2.000.000. À, mình nhầm mã số 6 nha. Số 6 giá 2.000.000. Tiếp theo là mã số 7. Số 7 đây mình có là con máy của Daiwa. Con này là dòng Daiwa Tatula FVT VDUP 8.1. Con này sản xuất đời 2020. Sản xuất đời 2020. Con này thì có 9 mặt đạn. Ngoại hình tổng thể của máy là như thế này. Đây, nó có tróc sơn ở đây và chấm ở đây bên này. Ngoại hình tổng thể của máy là như thế này các bạn. Con này thì spool nó là dòng spool DV, là làm bằng vật liệu siêu nhẹ nên khi các bạn quăng như mồi nó sẽ khá là chính xác và có TVS hạn chế được rối và mài mòn dây. Máy thì quay rất là nhẹ mượt, ratio của nó là 8.1, ráp là 5kg nha. Con này ráp 5.5 kg mình nhầm. Con này là ráp 5.5 kg, 9 mặt đạn. Đây, quay rất là nhẹ mượt như thế này. Phần thắng của nó này. Hàng này là hàng Shimano, hàng này là hàng Daiwa, Daiwa Thái Lan xuất Nhật. Sản xuất đời 2020, dòng mới nhất. À, dòng mới. Đây, ratio là 8.1. Máy tay trái. Ngoại hình thì có sơn xước như thế này. Con này là mã số 7, nặng là 180g, con này giá là 3.000.000, mã số 7 3.000.000 nha. Tiếp theo là mã số 8. Số 8 ở đây mình có là con máy của Yilon. Con này là dòng này là dòng Daiwa Yilon SVT VDUP 6.3. Con này thì có 9 mặt đạn. Spool nó là giờ cũng là spool FV luôn nha các bạn. Spool siêu nhẹ. Có TVS, hạn chế được rối và mài mòn dây. Con này là hàng Daiwa Thái Lan xuất Nhật. Con này thì ráp của nó là 5.5 kg. Quay thì rất là nhẹ mượt như này. Ratio của nó là 6.3. Ngoại hình thì nó có sờn xước như thế này nha. Sờn xước hai bên viền như thế này. Hàng này là hàng Daiwa Thái Lan xuất Nhật. Con này là mã số 8. Máy số 8 này nặng là 200g. Con này có giá là 3.100.000. Ngoại hình tổng thể này. Máy số 8 giá 3.100.000. Tiếp theo là máy số 9. Số 9 ở đây mình có là con Daiwa, dòng này là dòng Daiwa Exceller. Con này là con Daiwa Exceller 3012H, dòng H chữ đỏ, dòng này là xuất riêng như thị trường Nhật. Con này sản xuất đời 2017. Cối là kim loại. Cối là mặt kim loại, thân là bằng carbon. Mô bin 6. Lưỡi gà đầy đủ, con này đổ tay trái phải được.
Dòng dòng này là sản xuất đời 2017 và nó có cốt trợ lực nha. Đây. Đây, có cốt trợ lực như thế này. Con này các bạn đổi tay trái phải được. Mua vi sóng này. Con này thì có công nghệ Aerotor. Dòng Aerotor nó quay khá là mượt. Có lớp dầu Maxelic. Lớp dầu này sẽ bảo vệ cho máy, hạn chế được nước vào trong cốt máy, giúp cho máy kháng nước nha. Ngoại hình tổng thể này, máy thì còn khá là sáng. Thông số dây này, dây số BE số 1.5 là vào được 200m, dây BE số 1 là vào được 280m. Dây cước là dây số 3 là vào được 150, số 4 là vào được 100m. Con này tích hợp cho khách nào lua lắc lua chẽm, lua lắc lua chẽm hoặc là câu chép, câu song. Ngoại hình tổng thể của nó là như thế này. Con này thì ngoại hình thì cũng còn tương đối sáng, có sợ nhẹ dưới này xíu. Còn tương đối sáng. Hàng này là hàng Daiwa, Daiwa Trung xuất Nhật nha. Sản xuất Trung Quốc đời 2017. Dòng H chữ đỏ là dòng xuất riêng cho thị trường Nhật, hàng liên doanh, chốt chặn ok. Con này đổi tay trái phải được, có ABS nha các bạn. Con này là mã số 9, nặng 300g, giá là 1.700.000. Con này thì size của nó tương đương với Shimano size 3.000 nha, size 3.000. Mã số 9 giá 1.700.000, tiếp theo là mã số 10. Số 10 ở đây mình có là con máy của Shimano Ultera. Con này là Shimano Ultera 4000HG, sản xuất đời 2012, cố nó là kim loại. Thân carbon, mô vin sóng lưỡi ga đầy đủ, đổ tay trái phải được. Con này thì dây số 3.5 là vào được 170m, số 4 là vào được 150m. Size của nó là size 4000, dòng HG, con này thì Reito nó là 5.8 nha. Reito 5.8, dây BE số 1.5 là vào được 320m, số 2 là vào được 210m. Con này thì nó có 6 bạc đạn và dòng bạc đạn đó là dòng bạc đạn SARB, là bạc đạn kháng mặn, nên là con này cũng lưu nước mặn khá là ok nha. Lưu nước mặn hoặc lưu nước ngọt. Dòng này thì khá là nhẹ máy này. Size 4000, nặng chỉ có 280g thôi. Ngoại hình thì nó có sườn xước ở đây. Viền càng càng cước như thế này. Đó. Con này thì có công nghệ X-Shift, là khi máy tải kém hay tải nặng thì nó quay mà rất là mượt nha. Máy thì quay rất là nhẹ mượt như thế này. Reito 5.8, con này thì chốt chặn ok này. Con này đổ tay trái phải được. Dòng tay quay của nó là dòng tay quay xoắn ren như thế này các bạn. Đây, xoắn ren như thế này. Con này nặng là 280g, hàng Malaysia xuất Nhật, giá là 2 triệu. Size 4000, giá 2 triệu. Có sườn xước trên lưng này, trên viền càng gạt cước. Mã số 10 giá 2 triệu, size 4.000. Con này thì trên máy có sẵn dây BE như thế này. Mã số 10 giá 2 triệu, tiếp theo là mã số 11. 11 ở đây mình có là con Daiwa Exceller đời 2017. Con này thì tương tự như con số 9 vừa rồi, nó cùng dòng nhưng mà size lớn hơn. Con này thì size của nó là Exceller 4.000. Dây BE số 3 là vào được 250m, số 2.5 là vào được 300m, dây cước số 4 là vào được 250m. Cố là bằng kim loại, dòng lưu sâu, mô bin sóng lưỡi ga đầy đủ, đổ tay trái phải được. Con này thì có cốt trợ lực, có lớp dầu Maxolic và rotor là dòng Aerotor, cái máy quay rất là mượt. Con lăn cước thì còn rất là sáng nha, là cước nhẹ. Con này các bạn đổ tay trái phải được. Ngoại hình của máy như thế này, ngoại hình thì cũng còn khá là mới này, có sơn xước nhẹ dưới này thôi. Ngoại hình thì cũng còn rất là sáng nha. Con này thích hợp cho khách nào câu song, câu xong câu lăng xê. Máy thì quay rất là nhẹ nha. Con này thì có ABS. Mã số này là mã số 11. Hàng này là hàng Trung xuất Nhật, nặng 280g, con này có giá là 2.1 triệu. Con này thì thông số vào size của nó là size 4000, mà thông số vào dây của nó thì tương đương với một con Shimano size 6000 nha các bạn. Nó vào được khá là nhiều dây. Mã số 11 giá là 2.1 triệu. Tiếp theo là mã số 12. 12 đây mình có là con máy Ultera, dòng này là Shimano Ultera 4000. Con này thì sản xuất đời 2009, hàng này thì xài rất là bền máy. Cố là bằng kim loại, thân carbon, mô pin sóng lưỡi ga đầy đủ, đổ tay trái phải được. Lăng cước thì còn rất là sáng. Con này thì có 6 bạc đạn. À, con này thì có 5 bạc đạn, mình nói nhầm. Con này là có 5 bạc đạn. Rác của nó là 9kg. Ngoại hình tổng thể của máy thì còn rất là sáng đẹp như thế này, còn khá là mới này. Con này ngoại hình thì còn rất là đẹp nha.
Hàng này là shimono của Nhật made in Japan. Con này thì quay rất là nhẹ êm, quay cực kỳ êm luôn. Chốt chặn ok. Con này thì tay quay mình siết chưa có chặt. Quay rất là nhẹ mượt, chốt chặn ok. Mã số 12 shimono Nhật nặng 310g, con này giá 2.200.000. Ngoại hình thì còn rất là sáng như thế này, giá 2.200. Mã này là mã số 12 nha. Tiếp theo là mã số 13. 13 đây mình có là con shimono Essensi. Shimono Essensi 4000 MXG, con này thì sản xuất đời 2020. Reto 6.2, con này thì Reto lớn này, 6.2, ráp 11kg, nặng 280g, 6 bậc đạp. Dây B số 1.5 là vào được 200m, số 2 là vào được 150m. Dây cước số, con này thì dây cước số size 4000 là dây cước số 4 là vào được 150m, số 3 là vào được 200m. Và con này thì dòng của nó, dòng này là dòng bạc đạn kháng mặn. Bạc đạn của nó là bạc đạn SRB, dòng kháng mặn nên là con này thích hợp cho khách nào có lua nước mặn. Dòng này có lua nước mặn rất là ok. Cổ nó là bằng vật liệu nhôm siêu nhẹ. Cổ rất là nhẹ nha. Mô viên sóng lưỡi ga đầy đủ, đổ tay trái phải được. Con này thì thân của nó làm bằng vật liệu Hagane, cũng là làm bằng vật liệu siêu nhẹ. Đây, ngoại hình tổng thể này, màu sơn cũng là sơn đen nhám như thế này. Con này thì ngoại hình thì có sơn xước bên phần viền càng gạt cước này, sơn xước nhẹ bên viền càng gạt cước nha. Nó sơn lớp sơn bên ngoài chứ không có bị tróc sâu nha. Đó, không là dạng xước dâm. Ngoại hình tổng thể này, ngoại hình thì con này còn khá là sáng. Con này thì có cái phần gắn tay quay trong chống ngã tay quay và cái độ nấm, đà độ nấm tay quay này, độ nấm của con mic. Độ nấm tay quay như này. Con này thì về là có hộp túi vải. Cái này là tay quay nguyên bản của nó này. Đó. Và cái phần có cái phần nắp này nữa. Cái nắp là nắp nguyên bản của nó này. Nên là con này là đã được độ nấm tay quay. Độ nấm tay quay ở đây và gắn thêm cái phần chống ngã tay quay. Cái này các bạn không thích thì các bạn có thể đổi về hàng nguyên bản của nó, tại vì cũng có sẵn rồi nha. Máy thì quay rất là nhẹ mượt. Con này thì Reto 6.2 nên dòng này thích hợp cho cách nào cô lưu nước mặn, bạc đàn kháng mặn. Quay rất là nhẹ mượt như thế này. Chốt chặn ok. Con này đổ tay trái phải được nha. Tay quay đó là dòng tay quay sóng ren. Ngoại hình tổng thể này, có sơn xước ở phần càng gạt cước. Còn lại thì còn khá là đẹp nha. Trầy xước ít. Con này là mã số 13, nặng 280g, size 4000, giá là 3.000.000, sản xuất 2020, Shimano 2020. Tiếp theo mã số 14. 14 đây mình có là con Shimano Safarov SVW8000HG. Con này thì sản xuất đời 2012. Cổ đó là bằng kim loại, thân làm bằng hợp kim. Mô bên sóng lưỡi ra đầy đủ. Con này đổ tay trái phải được. Con này thì có X-Seal. Là dòng này thì có công nghệ X-Seal và X-Ship. X-Ship thì giảm tải khi các bạn tải nặng. Còn X-Seal là công nghệ giúp cho máy kháng nước được tốt hơn. Con này thì cái dòng này là nó, cái tiếng kêu như thế này là tiếng kêu đặc trưng của máy. Tất cả các dòng máy mới hoặc cũ, hoặc là các bạn vừa bóc hộp ra thì nó vẫn có tiếng kêu này. Cái tiếng này là tiếng kêu của máy chứ không phải là tiếng bị lỗi nha các bạn. Đó, tiếng này là tiếng kêu của máy, tiếng kêu nguyên bản của máy luôn. Chốt chặn ok. Con này đổ tay trái phải được. Dòng này thì Reto nó là 5.6, ráp 12kg. Con này thì tải rất là tốt. Con này thì size 8000, cước số 8 là vào được 150m nha. Dòng này tải rất là khỏe. Dòng SPDF kháng mặn. Con này thì sản xuất Malaysia. Dòng này thì máy lớn, tích hợp cho khách nào câu biển, câu tra, câu hồ. Nặng là 720g. Con mã số 14 này có giá là 2.200.000. Ngoại hình của máy thì còn rất là đẹp như thế này. Con này thì máy còn rất là sáng này. Con này thì máy rất là sáng đẹp. Mã số 14 giá 2.200.000. Tiếp theo là mã số 15. 15 ở đây mình có là con máy của Shimano. Con này là Shimano Spinjoy. Shimano Spinjoy XT. Dòng này là dòng máy khối nông, thích hợp cho khách nào câu trắm đen hoặc là câu lục, lua gợt, lua rạn.
Dòng này là dòng cổ nông mô bi sống này, lô nông này, cổ nông này, cổ là dòng cốt nông như này, cổ nông mô bi sống. Con này thì cứ số 4 là vào được 150m, số 3 là vào được 200m. Lô hiện tại trên cổ nó là tương đương với size 4000. Tiếp số 3 size 4000 nha, mô bi sống. Con này thì có chốt chống trận ngược, con lan cước thì còn rất là sáng, cả cước nhẹ. Ngoại hình tổng thể của máy thì còn rất là sáng đẹp như thế này. Con này đổ tay trái phải được mô bi sống. Máy thì còn rất là mới nha. Con này thì có hai lô nha các bạn. Một lô trên cổ của nó hiện tại là tiếp số 3 tương đương size 4000. Ở ngoài thì có thêm một cái lô phụ. Lô phụ này là tiếp số 5. Con này là lô, này là lô tiếp số 5 này. Cước số 6 là vào được 170m, số 5 là vào được 200m, tương đương với size 6000. Con này thì hai lô, một lô là 4000, một lô 6000. Và nó có luôn cái phần cái vòng quấn chặn cước của Shimano luôn nha. Đây, rất là đẹp nha. Máy thì quay rất là nhẹ em. Chốt chặn ok, có chốt chống trở ngược, đổi tay trái phải được. Dòng này thích hợp cho khách nào câu lục này, câu hồ này, câu trắm đen, hoặc là cho khách nào lưa gờn, lưa rạn. Con này là mã số 15, nặng 550g, hàng Malaysia, sa xuất Nhật, giá 2.700.000. Hai cổ nha, hai lô. Tiếp theo là mã số 16, con cuối cùng. Mã số 16 đây mình có là con máy Ben, con này là Ben 750SS. Con này thì hàng này là hàng bên Mỹ. Cổ là, toàn thân của nó là bằng kim loại. Cổ là được mạ đồng thau. Mô biên sống này, lưỡi ga đầy đủ. Đổ tay trái phải được. Con này thì thông số cước của nó là cước Rato là 4.6. Sản xuất là Mỹ nha, made in USA. Cước số 0.4 là tương đương với cước số 6 là vào được 290m. Số 0.5 là cước số 10 là vào được 170m. Thì con này size tương có tầm khoảng 9.000. Size tầm 8-9.000. Mô biên sống lưỡi ga đầy đủ. Cốt của nó là dòng cốt trợ lực như thế này. Dòng này thì quay câu kéo rất là khỏe, thích hợp cho khách nào câu đáy, câu biển, câu tra hoặc là câu ngâm nha các bạn. Ngoại hình tổng thể của máy như thế này. Máy thì còn rất là sáng đẹp nha. Đây. Máy thì còn rất là sáng như thế này. Cổ này. Hàng bên Mỹ. Dòng này là dòng thuộc dòng bên cổ của Mỹ. Câu rất là bạo lực. Hoặc tắt tiếng kêu, có nút tắt tiếng kêu nha. Quay rất là nhẹ nha. Con này toàn thân kim loại. Dòng này thì rất là câu bạo lực. Hàng bên Mỹ. Con này nặng là 620g, giá 2.800.000, mã số 16. Thì mình đã giới thiệu với tất cả là 16 con máy câu. Các bạn lấy con nào comment dưới video hoặc gọi điện trực tiếp cho shop qua số là điện thoại là 0971387577. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.